Đại nhân, nơi này là rừng lạc thần Phổ Giang, nghe đồn thường có ma quỷ ẩn hiện. Lửa. Sao thế? Lửa cháy rồi. Dập lửa. Rõ. Mau dập lửa. Bên này. Qua đây. Đi cướp hoàng kim. Bảo vệ hoàng kim. Rõ. Sư phụ hiện thế, thần long ẩn đuôi, gà mái gái sớm, vạn yêu diệt thế. Đi. Phổ Giang. Nữ hoàng đăng cơ, phi lưu tiểu quốc rụt rịch ngóc đầu. Nữ hoàng lệnh cho nội vệ Mai Hoa vận chuyển trăm vạn hoàng kim chi viện cho đại quân tiền tuyến. Đến nay hoàng kim đã thất lạc ở Phổ Giang, người thương vong nặng nề. Việc này thật sự kỳ lạ, cần bẩm báo địch đại nhân ngay lập tức. Đại nhân, đại nhân, địch đại nhân, Trừng Lạc Thần xảy ra án mạng, người chết là nội vệ Mai Hoa của đại lý tự và còn mấy chục hắc y nhân nữa. Phong tỏa nơi này. Rõ. Địch nhân kiệt sư Vua Huyết Đằng. Mau tránh ra, tránh ra. Đế tình rơi xuống, võ vương lên ngôi, thế đạo không phục.
mà nay trăm vạn hoàng kim là mất tích tại phổ Giang ta. Vụ án thù yêu, lòng người hoảng loạn. Địch Nhân Kiệt ta nhậm chức tri huyện phổ Giang có liên quan đến vụ án này. Cũng không biết có thay đổi được vận mệnh cuộc đời ta không. Cháu không sao chứ? Ngang ngược hống hách, làm tổn thương đến bách tính phổ Giang ta. Địch Nhân Kiệt ta tuyệt đối không cho phép. Đừng chọc vào người này, mau lập tức rời đi. Ngọc Cương, bỉ an hoa thủ thông, hình xăm hoa bỉ ngạn. Cô nương, cô là ai? Làm hại hoa của ta còn hỏi ta là ai? Đừng kích động. Ta đếm 1, 2, 3, cùng nhau buông tay. 1, 2. Cứ đừng chạy. Cô nương, cô không sao chứ? Tất nhiên không sao rồi. Nếu ta đã không đánh lại ngươi, vậy ngươi đi đi. Cô nương, cô một thân một mình xuất hiện ở hiện trường vụ án, e là có liên quan đến vụ án. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta đến đây là vì cây hoa thập nhị ưu đàm này thôi. Ai ngờ lại bị ngươi hủy hoại rồi. Hoa thập nhị ưu đàm là cái gì? Hoa này nhờ có máu người mà nở. Tối qua ở đây có người chết, nên nó vì thế mà sinh trưởng. Khó khăn lắm ta mới nhận được tin thực vật thông báo qua gió mấy chục dặm đến đây. Không ngờ vẫn đến muộn. Thực vật còn báo tin qua gió? Sao hả? Ta là nhà ngôn ngữ thực vật. Tại hạ là tri huyện phổ Giang Địch Nhân Kiệt. Không biết cô nương đây là ai? Ngài chính là Địch Nhân Kiệt. Ta tên là Thẩm Quân Giao. Những chuyện của ngài ta đều biết cả. Không hay rồi, ông nội sẽ ra chuyện rồi. Cô nương, ta đưa cô đi. Thank you.
Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Tối hôm qua, thù yêu giết người trong rừng lạc thần. Ông không nên thi triển quỷ y thập tam châm làm rối loạn thiên cơ. Ông ơi, là ai? Shivu hiện thế, thần long ẩn đuôi, vật đổi sao dời, thiên hạ đổi chủ. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Thanh thiết. Là kẻ nào? Ông ơi. Ông ơi. Tại hạ, Địch Thiên Kiệt, Tri huyện Phổ Giang. Ông nội của Thẩm cô nương vô cớ bị sát hại, thiết nghĩ ắt hẳn có ẩn tình khác. Địch Nhân Kiệt, hay lắm. Nếu đã là thần thám, vậy ngài nói xem nào. Hắc y nhân trong rừng lạc thần, loại đao trong tay họ là ngọc cương. Thủ pháp rèn ngọc cương rất đặc biệt. Hơn nữa, còn có sắt đen và đá quặng làm nguyên liệu. Mà cả lạc dương này chỉ duy nhất Trấn Tất Tiết mới có thứ này. Hình xăm hoa bỉ ngạn trên cánh tay của hắc y nhân, trên phi tiêu sát hại ông của Thẩm cô nương cũng có. Ta nghĩ chắc chắn ông Thẩm biết rõ là địch của đối phương, không ngờ lại bị diệt khẩu. Ý của ngài là đám hắc y nhân đó đều đến từ Trấn Tất Tiết. Manh mối để phá giải thế cục rối ren vẫn luôn là muôn vàn gian khổ. Hiện giờ những thứ này chưa đủ để đưa ra quyết sách. Hoa này còn được gọi là hoa âm hồn. Tương truyền chúng chỉ sinh trưởng ở bờ sông Hoàng Tuyền Tam Đồ, có thể dẫn độ con người đến địa ngục U Minh. Địa ngục U Minh. Địch Nhân Kiệt, người này có liên quan đến trọng án, ta phải dẫn người đi.
Cô đi theo cô ấy, làm cho rõ hoàn hành sự việc. Ta nhất định sẽ điều tra ra nguyên nhân cái chết của ông cô. Ta sẽ theo ngài một chuyến. Đi thôi. Đại Lý Tự. Này, sao con người cô lại như vậy? Ta có lòng tốt đến đây giúp cô tra án, cô lại đối xử với ta như vậy. Đại Lý Tự chính là Điện Diêm La, cho dù là người chết cũng biết nói vài câu chân thật. Cẩu quan, đều tại ngài, chính ngài bảo tôi đi theo cô ta. Giang đại nhân, Đại Lý Tự dùng vũ lực lấy lời khai như vậy sao? Mai Hoa nội vệ là tâm phúc của bệ hạ, lại bị tổn thất nặng nề. Lẽ nào Giang đại nhân không muốn biết nguyên nhân kết quả của vụ án này sao? Địch Nhân Kiệt, nếu thật sự là hành vi của thủ yêu giống như những gì ngài nói, về thủ yêu cần hoàng kim để làm gì? Lòng tham của con người mới là căn nguyên của vụ án. Trên người nha đầu này nhất định có bí mật. Ông không cảm thấy mọi chuyện quá đổi trùng hợp hay sao? Giang đại nhân, ngài buông tay. Chuyện này vô cùng trọng đại. Hoàng kim bị thất lạc ở phổ Giang ta, ta đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Mau trốn đi. Đừng qua đây. Nhược điểm của hắn ở dưới nách. Nhanh. Thi thể có dấu vết bị trúng độc, hơn nữa trên người xuất hiện hoang tử thi. Hoang tử thi sẽ xuất hiện trên thi thể sau 12 giờ, vì vậy xem ra người này đã chết từ nhiều giờ trước. Không thể nào, khi nãy hắn còn đấu với tôi, một người đã chết có thể có sức mạnh lớn như vậy, trừ phi là trúng cổ trùng. Cho ta mượn khăn của cô dùng một lát. Máu màu xanh chứ không đen, không giống trúng độc. Lẽ nào thật sự là cổ trùng? Người này phần nách lồi lõm không bằng phẳng, kỳ lạ. Khám nghiệm tử thi thôi. Cô hiểu rõ về thực vật, chắc biết loại vật này. Kỳ lạ, loài dây leo này là từ máu thịt hóa thành, giống thực vật nhưng không phải thực vật. Chưa
chưa từng nghe qua. Có khi nào là bị thủ yêu hút cạn tinh khí? Rừng lạc thần hỗn chiến, sát thủ được bố trí đều chết liên hoàn. Hiện giờ xuất hiện một tử thi dị biến trong đại lý tự, hình trạng giống với thụ đằng trong rừng lạc thần. Chuyện này bắt nguồn ở Phổ Giang, liên lụy ngày càng lớn. Ta phải diện kiến thánh thượng. Ngài lời qua tiếng lại tất sẽ kinh động đến thánh giá. Đến lúc đó lời đồn khó khăn, ta và ngài đều không có kết cục tốt. Chuyện này nếu xảy ra ở Phổ Giang, bổn phủ lệnh cho ngài nó trong 3 ngày phải phá được án. Giang đại nhân, bệ hạ không hề lệnh cho ngài kỳ hạn 3 ngày đúng chứ? Ngài sợ ta không phá được án cho nên giữ cho mình thêm nhiều thời gian một chút đúng không? Được rồi, những chuyện khác ta cũng không cần nói thêm nữa. Ta chỉ muốn biết đại nhân có đồng ý phối hợp với ta không? Tất nhiên. Được. Vậy xin hãy mang sổ ghi chép của đại lý tự ra đây. Người này đến từ trấn Tức Tiết vào cung để dâng ngự thiện, cũng xem như là thủ hạ của thực thần Chu Tam, nhưng không ngờ hắn đột nhiên cáo kỉnh nên bị bắt vào đây. Là ai phát hiện ra? Là ta. Giang đại nhân sao? Từ lúc nào mà Giang đại nhân là quản lý thức ăn trong cung vậy? Bớt lời đi, hãy nói ra dự định của ông đi. Binh khí làm từ nguyên liệu đặc biệt, quái nhân dị biến, phi tiêu hoa bỉ ngạn. Nếu như tất cả đều chỉ hướng về trấn Tức Tiết, vậy chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ trấn Tức Tiết. Sư phụ đại đế ban linh dược, ban linh dược đi. Cho tôi thêm bát nữa, tôi cũng muốn thêm, cho tôi nhiều thêm chút. Chân nhân, Chu Tam chạy mất rồi. Đuổi theo cho ta. Thiên Thanh Trạm. Thẩm cô nương, muộn như vậy rồi vẫn chưa ngủ sao? Sao ngài biết là ta? Trên người cô có mùi hương của lan dạ hương. Từ nhỏ ông nội đã dạy ta nói chuyện với thực vật. Lan dạ hương là người bạn đầu tiên của ta. Nhưng giờ đây lan dạ hương vẫn còn. Còn ông nội thì cô có tin vào luân hồi không? Luân hồi. Tương truyền người có thể đầu thai làm người thân của cô đều sẽ có những ràng buộc không thể nào tháo bỏ. Vì vậy, cho dù kiếp này ông nội cô đã đi trước, kiếp sau hai người cũng sẽ gặp lại nhau. Thật không ngờ địch đại nhân cũng biết ăn ủi người khác ghê. Nếu như mấy câu nói này có thể khiến cô vui, vậy thì đó là một việc công đức rồi. Dẫu sao cũng đơn giản hơn việc phá án nhiều. Vậy chúng ta thì sao? Ngài nghĩ kiếp sau chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không? Ta trước nay chỉ biết kiếp này, chưa từng nghĩ đến kiếp sau. Đêm khuya rồi, Thẩm cô nương hãy về nghỉ sớm đi.
cứu tôi với. Cứu tôi với. Hãy cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi ra ngoài. Đại đế, thần long thấy đuôi. Shivu đại đế, thần long thấy đuôi. Xin cho hỏi đây là vô đạo chân nhân đó. Ngài có thể cầu xin thần Vi Sư giúp chúng tôi, phù hộ cho trấn tức tiết chúng tôi. Sư phụ hiện thế, thần long ẩn đuôi, gà mái gái sáng, vạn yêu diệt thế. Người này có vấn đề. Giang đại nhân, đừng đánh rắn động cỏ. Chúng ta đi tìm hiểu Chu Tam trước thì hơn. Không được. Chắc chắn xảy ra chuyện lớn trong trấn rồi. Vì bằng chúng ta nghe xem bách tính nói gì trước đã, rồi hãy đi đối chất với Chu Tam. Cũng được. Quán trọ Phúc Lai. Đại thúc, ông là ông chủ sao? Có chuyện gì? Còn phòng không? Kín hết rồi. Trong tiệm bụi bẩn lấp lấp, chắc hẳn đã nhiều ngày không có bóng người. Vậy mà ông lại nói đã kín hết phòng. Tự ông cũng thấy rõ rồi đấy. Các vị khách quan có điều chưa biết đó thôi. Ngày đó bệ hạ đăng cơ, khiến cho Phi Sư đại đế phẫn nộ. Hiện giờ cả cái trấn này của chúng tôi đều dính phải lời nguyền rồi. Mỗi khi đêm đến sẽ có thù yêu ẩn hiện. Rất nhiều bách tính đều trúng phải độc của thù yêu. Vì thế, tiệm nhỏ của chúng tôi không dám cho người lạ ở. Phi Sư đại đế gì chứ? Ta còn là vương mẫu nương nương đây. Dạ, đừng gây chuyện nữa. Đi mau đi. Có phòng hay không? Có. Mấy vị khách quan, mời theo tôi qua bên này. Thẩm cô nương, giờ cơm tối thấy cô không ăn uống gì. Ta đã bảo tiểu nhị chuẩn bị cho cô vài món ăn. Cô ăn chút đi. Nào. Ăn cơm một mình chán lắm. Ngài ăn cùng ta đi. Ta ăn rồi. Ông giàu, ăn rồi thì không thể ăn nữa hay sao? Được rồi. Ngài ngồi đi. Ngồi. Ăn thôi. Cô khóc sao? Thật ra, ta lại nhớ ông nội rồi. Thẩm cô nương,
Chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho ông cô. Địch đại nhân, ngài có thể hát cho ta nghe một bài không? Hả? Không, ta không biết hát. Cô ăn cơm đi, ta đi đây. Chỉ một lần thôi, một lần thôi mà. Thực ra hôm nay là sinh thần của ta. Trước đây đều là ông nội cùng ta đón sinh thần. Được rồi, được rồi, ta hát, ta hát. Hát thật sao? Hát. Được rồi, ta hát. Giữa núi rừng dần dần. Sao vậy? Ngài hát khó nghe quá. Được rồi, ta hát lại. Giữa núi rừng một mình có trăng trên trời, vốn dĩ muốn lên núi hái một đóa hoa. Âm thanh bi sầu, thanh âm sầu. Thanh âm sầu. Sư phụ đại đế phù hộ. Sư phụ đại đế phù hộ. Nói, miếng ngọc bội này từ đâu mà có? Ngươi đã giết Kiêu Tam rồi sao? Ngươi là ai? Ngươi
nội vệ Mai Hoa, giết ả cho ta. Trên người đám sát thủ này sao lại không có hình xăm hoa bỉ ngạn? Chỗ này không nên ở lâu, đi thôi. Được. Mau, bên này. Bà con đâu? Bắt lấy bọn chúng, đừng để chúng chạy mất. Bà con, chính bọn chúng đã dẫn thụ yêu đến đây. Thiêu chết chúng đi. Mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Chu Tam có kết với thụ yêu, chúng ta ăn đồ ăn của hắn liền bị trúng yêu pháp. Nếu không nhờ canh hoàng hồn của Si Vu Đại Đế, chúng ta đã chết từ lâu rồi. Có phải không bà con? Một lũ ăn nói hàng hồ, Tam gia sẽ không làm như vậy đâu. Chính vì các người nên chúng ta mới trở thành như vậy. Giết chúng đi, giết chúng đi. Thưa bà con, có thể nghe tôi nói một câu không? Chúng tôi cũng là những người bị thủ yêu hại, là kẻ thù không đội trời chung với thủ yêu. Giết chết thủ yêu, giết chết thủ yêu. Đừng nghe là hắn nói hàm hồ. Giết chúng đi, giết chúng đi, giết chúng đi. Không được làm hại bách tính. Giết bọn chúng. Đừng qua đây. Bà con hãy bình tĩnh, đừng kích động, hãy bình tĩnh, đừng qua đây. Chúa ơi! Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Giết bọn chúng đi. Bắt thủ yêu. Phải bắt sống. Bắt lấy hắn. Phải bắt sống. Mau lên. Mau lên. Gia đại nhân, ngài và Chu Tam đó quen biết nhau từ lâu rồi phải không? Ngài còn biết gì nữa? Ta đã tra ghi chép của đại lý tự. Nhiều lần ngài đến tìm quái nhân Trương Lâm đó, chắc hẳn là muốn nghe ngóng tin tức của Chu Tam. Hơn nữa vừa đến trấn Tất Tiết, ngài liền ngăn cản ta đi gặp hắn. Sáng sớm nay ngài phát tín hiệu đi, thông báo cho Chu Tam ta cố tình ở lại đây là để hai người gặp nhau. Khi nãy ngài thấy bách tính nói xấu Chu Tam, đã đỡ lời trong lúc gấp gáp. Không sai, ta và Chu Tam là thanh mai trúc mã, ta sẽ không để huynh ấy chịu bất cứ lời đặt điều nào. Ta thấy thù yêu vô cùng thân thiết với ngài, thà chết bảo vệ ngài, chắc hẳn hắn có quen biết với ngài. Hơn nữa động tác tay cứ chỉ vào bức tranh trong tay ngài. Giang đại nhân, chắc hẳn ngài cũng đã đoán ra thân phận của hắn. Ta không chắc chắn. Vậy thì hãy nói về những gì ngài biết đi. Nói quan hệ giữa ngài và Chu Tam. Được. Năm lên 8 tuổi, chiến tranh thiên tai, Hàn Sương chỉ là đứa trẻ lang thang ở Tất Tiết. Ở nơi mây trời mù mịt này, không nơi nương tựa, chịu bao khổ cực.
vốn cứ nghĩ rằng kết thúc cuộc đời như vậy, nhưng không ngờ ta lại gặp được Tam gia. Từ đó ta được đưa vào ngự thực phủ, bắt đầu và kết thúc đều do số phận an bài. Sau đó Tam gia đưa ta vào phủ, trở thành nha hoàn thân cận của huynh ấy. Trong ngự thực phủ đấu đá không ngừng, Tam gia huấn luyện ta thành trợ thủ đắc lực nhất, bảo vệ huynh ấy. Sau khi theo huynh ấy thanh trừ những chướng ngại vật, ta tình nguyện đền tội nhưng lại được bệ hạ biết đến. Còn hai người bọn ta từ đầu đến cuối đều giả vờ không quen nhau. Hai người mượn cơ hội tiến cống đồ ăn để giải quyết nhớ nhung. Mấy hôm nay ngài thấy Chu Tam không đến, hơn nữa thủ hạ bệnh tình khó đoán, bất đắc dĩ ngài nhận được lệnh áp giải quan ngân, không thể đến trấn Tất Tiết trước, vì vậy lo lắng trùng trùng. Như Tam gia mà vẫn không thấy đến, nếu như tín hiệu đó chỉ có hai người biết, thù yêu lại để lại manh mối, ra sức bảo vệ ngài. Ngài nói xem, hắn có thể là ai chứ? Hắn thật sự là... Nhưng sao Tam gia lại biến thành như vậy chứ? Ta nghĩ chắc là cũng đã trúng độc giống như Trương Lâm ở Đại Lý Tự. Đúng, khi nãy thủ yêu kia rõ ràng là đã trúng độc rất nặng. Thẩm cô nương, cô còn nhớ 16 chữ khuyên răng ông nội cô đã nói trước lúc lâm chung chứ? Si vu hiện thế, thần long ẩn tui, gà mái gái sáng, vạn yêu diệt thế. Trong rừng lạc thần cũng từng xuất hiện những câu này. Nếu như thù yêu là Chu Tam, mà bách tính lại tin tưởng si vu đến như vậy, cái gọi là si vu đại đế chính là kẻ gây hỗn loạn. Hiện giờ xem ra, chỉ ít có thể khẳng định đây là âm mưu của con người. Nhưng từ việc hoàng kim bị mất trong rừng lạc thần đến cái chết của ông nội và cả thụ yêu Tất Tiết nữa, tất cả hình như đều có liên quan đến nhau, nhưng lại không hề có liên quan. Có lẽ vụ án hoàng kim và vụ án thụ yêu vốn dĩ không phải là một vụ. Trên người sát thủ đuổi giết thụ yêu hôm nay không hề phát hiện có hình xăm hoa bỉ ngạn, mà hình xăm này tượng trưng cho một loại nguyên khí tinh thần, không phải thứ có thể tùy tiện biến mất. Theo như ngài nói, những sát thủ này và đám ở trong rừng lạc thần không phải cùng một bọn. Ta có thể xem bức hình trong tay ngài một chút không? Chu Tam đâu? Chạy rồi. Nếu không phải tại địch nhân kiệt, chắc chắn thuộc hạ sẽ bắt được Chu Tam về. Lại là địch nhân kiệt dân. Địch nhân kiệt cao thâm khó đoán, thuộc hạ quả thật là.
Chúng ta đã bị lộ rồi. Thông báo cho ngự thực phủ. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa. Vâng. Ta không muốn thấy địch nhân kiệt lần nào nữa. Vâng. Sao chỗ này bị thiếu mất một miếng? Ta cũng vừa mới mở ra thôi. Các cô xem này, non nước trong bức họa này nhìn rất là bình thường, không tìm ra được bất cứ huyền cơ nào trong đó cả. Phần bị mất này mới là quan trọng. Địch Nhân Kiệt, ngài nói đây là hai vụ án. Vậy vụ án thù yêu và kẻ được gọi là Si Vu Đại Đế chắc chắn là có liên quan. Đúng. Bọn họ nói tiếng Phi Lưu là Phi Lưu Quốc dở trò. Đại đường ta và Phi Lưu Quốc giao chiến nhiều năm, mà hậu nhân Phi Lưu sao đổi là hậu nhân Si Vu, gây cho đại đường ta bao lần bất lợi. Vậy bây giờ ta đi bắt cái tên đạo chân nhân đó về quy án, cứu Tam gia. Kẻ địch tự đem mình lộ ra ngoài sáng như vậy mới là khó nhất. Bắt về quy án thì dễ, nhưng phải biết bọn chúng muốn làm gì mới là điều quan trọng. Huống hồ cái chết của ông Thẩm và vụ án Hoàng Kim rất có thể sẽ tìm được đáp án ở chỗ bọn chúng. Ngài nói làm ta thấy hồ đồ rồi. Ta lại thấy rất có hứng khởi với canh hoàng hồn của tên vô đạo chân nhân này. Ngày mai chúng ta đi tìm hiểu hắn. Trấn Tất Tiết. Bộ đồ này hình như có mùi hôi. Ngài lấy chúng ở đâu ra vậy? Bọn họ từ đâu đến vậy? Tiêu rồi, hình như bị phát hiện rồi. Làm sao bây giờ? Đừng có sợ, cùng lắm là quậy tung sòng của chúng lên, xem tình huống sao đã rồi tính. Tối qua, thù yêu cấu kết với ba kẻ đồng đảng trốn thoát khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ gây họa thế gian. Cả trấn Tức Tiết này sẽ gặp kiếp nạn khó thoát. Cứu chúng tôi với, xin Si Vu Đại Đế giúp chúng tôi diệt trừ thù yêu. Cứu chúng tôi với, các người trúng phải độc yêu. Nếu không nhờ có canh hoàng hồn của Si Vu Đại Đế, các người sớm đã bị biến dạng rồi. Các người nói có nên giết bọn chúng không? Giết!
Giết! Giết! Sư Vô Đại Đế, kinh sợ cổ thụ, kính mời Sư Vô Đại Đế. Sư Vô Đại Đế, hãy cứu lấy chúng tôi. Có ba tên yêu nhân trà trộn vào đây. Có thần thật sao? Làm gì có nhiều thần như vậy? Đây là tiến bộ. Bắt lấy chúng, có thể bảo vệ các người. Ba tên yêu nhân ở đâu chứ? Lấy đâu ra yêu nhân? Chính là bọn chúng. Bọn chúng không có dây đỏ. Bọn chúng không giống như chúng ta. Đúng, bọn chúng không có dây đỏ. Bọn chúng chính là yêu nhân. Bọn chúng không giống chúng ta. Sư Phụ Đại Đế hiển linh, bắt lấy bọn chúng. Giang Hàn Sương đâu? Quấy chạy rồi. Chúng ta đi trước thôi. Hôm nay thật nguy hiểm quá. Giang Hàn Sương, Giang Hàn Sương đột nhiên rời đi. Chắc chắn là cô ấy một mình đi tìm Chu Tam rồi. Sao ngài biết? Cô cho rằng bức họa đó làm sao lại bị mất một góc? Giang Hàn Sương, bọn họ lớn lên ở Tức Tiết từ nhỏ. Phong cảnh non nước nơi này họ vô cùng thân thuộc. Ta vốn muốn đi theo cô ấy, nhưng thật không ngờ cô ấy lại những lúc hỗn loạn vứt chúng ta lại. Ta có cách. Nếu như trong cơ thể của Chu Tam có dây leo của cây, vậy ta sẽ hỏi những thực vật này. Ta sẽ thông qua Lan Dạ Hương thi triển Quỷ Y Thập Tam Châm. Ngài hãy nhớ, đừng làm ta bị loạn. Ta không thể cứu huynh, nhưng cũng không muốn huynh phải sống như vậy. Sau này ta sẽ xuống đó bầu bạn với huynh. Ta không có cách nào cứu huynh. Ta sợ huynh sẽ rơi vào tay người khác. Ta sợ Định Nhân Kiệt sẽ dùng huynh để lập công. Tam gia, ta thật sự không muốn mất huynh. Thì ra Giang đại nhân
nghĩ về ta như vậy? Bé qua lại. Đừng qua đây. Giang đại nhân, cô hiểu lầm rồi. Chúng ta đến để cứu người. Chúng ta đến để cứu người. Tin tôi. Hãy tin ta. Chúng ta hãy quay về tiểu viện Ly Ba trước đã. Ta sẽ nghĩ cách cứu ngài ấy. Ta từ trong sách khôn nội biết được có một loại nhục đằng. Nhục đằng. Nhục đằng là gì? Hạt dây leo này chỉ có sinh sôi trong cơ thể máu thịt của con người. Tương truyền thời thượng cổ, Siêu đã trồng chúng trong cơ thể các binh sĩ để nhục đằng sinh sôi điên cuồng trong cơ thể họ, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Nhưng hình thể sẽ biến tướng. Một khi nhục đằng sinh trưởng xong, ý thức của con người sẽ biến mất, giống như một cái xác biến đi. Chẳng trách mấy thi thể trong nhà lao của đại lý tự đó tuy đã chết từ lâu nhưng vẫn có sức chiến đấu mạnh như vậy. Vậy ta già còn cứu được không? Nhục đằng cực âm đã xâm nhập vào huyết mạch, ta chỉ có thể sử dụng bột cự dương giúp ngải tạm thời hồi dương, nhưng cũng không kéo dài được qua một giờ nữa sắc. Có lời gì cô mau nói với ngải đi. Sương Nhi, Tam gia, là ai đã làm huynh thành ra thế này? Ta sẽ thay huynh giết hắn. Vô đạo chân nhân, hắn đã bắt hết người của Ngự Thực Phủ đi rồi. Bọn họ ở. Hãy nhớ xem bức họa. Thanh thiết. Ngọc cư. Tam gia, huynh đừng sợ. Ta nhất định không để huynh xảy ra chuyện đâu. Ta không sợ chết. Ta là sau này không còn được gặp muội nữa. Tam gia. Ngọc cương tất tiết. Chính thiết phủ giang.
thanh thiếp phổ giang. Hoa bỉ ngạn. Ngài tưởng đó là gì mà? Ngài nghĩ ra được gì rồi? Giang đại nhân. Giang đại nhân. Hiện xa từ trước mắt từ chỗ đám sát thủ có thể khẳng định. Bất chỉ một người. Không chỉ có một đám người xuất hiện trong rừng Lạc Thần. Vụ án này e là nhằm vào bệ hạ. Ta bắt buộc phải lập tức đi gặp bệ hạ. Phá vụ án này không khó, nhưng bệ hạ phải đồng ý với thần một chuyện. Nhân Kiệt, ta nhìn nhầm ngài rồi. Thì ra ngài cũng là một kẻ trong lòng chỉ màng đến công danh. Ây da, hỏng rồi, hỏng rồi, tốn công vô ích rồi. Gì vậy? Cô tức giận gì chứ? Thật ra địch nhân Kiệt đi gặp bệ hạ đã cầu xin bệ hạ đại xá thiên hạ, bỏ đi lời hẹn phá án trong hai ngày, nếu không đầu người cũng không còn giữ nổi. Ta và ngài tuy là đồng liêu khác giới, nhưng ngài cũng nên biết trong lòng địch nhân Kiệt ta chỉ có phá án, không có mục đích khác. Giang tỷ tỷ, có lẽ vẫn còn nhớ nhung Chu đại nhân. Thẩm cô nương, ta tặng cô một món quà. Quà gì? Cô đoán xem. Khổng minh đơn à? Đèn khổng minh, đúng vậy. Mèo. Thả bao giờ chưa? Chưa, vậy thì có hơi ngốc nhỉ? Đèn khổng minh có thể chuyển giúp những lời cô muốn nói với người thân. Thẩm cô nương, cô nhất định có rất nhiều lời muốn nói với ông nội của cô. Đây. Địch đại nhân. Cảm ơn ngài. Nào, tôi giúp. Ta giúp cô. Lại. Nào. Phong. Thả nào. Mấy chàng hồ, Nhi hủy trở nhạc chú xuyên. Chỉ yên, Tài phong bù cài y sư tiên nhiên. Nam mô hồ, Y lão yên giải sĩ chân. Sao hả? Cùng 爷爷说完话, nói chuyện với ông xong, có phải thấy vui hơn chút không? Vâng. Vậy cô cười một cái đi. Ta bỗng nhiên phát hiện khi cô cười lên, nhìn rất đáng yêu. Hy vọng cô luôn luôn có thể cười đáng yêu như vậy. Thẩm cô nương, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô đều có thể tin tưởng ở ta. Ta biết rồi. Cuối cùng cô vẫn không tin ta.
Ngự Thần Phủ. Không có gì đáng xem đâu, hãy nhớ lấy, các người ở nơi này chỉ có thể phụ trách quét dọn, bất luận nghe thấy âm thanh gì cũng đều không được xem trộm. Dân, đi theo ta. Mọi người không cảm thấy nơi này rất cổ quái sao? Quản gia này bước chân nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. E là người trong Ngự Thực Phủ đều bị đánh tráo rồi. Nơi này ắt có huyền cơ. Vậy ta lập tức thông báo với nội vệ tra xét nơi này. Phải điều tra xem bọn chúng muốn làm gì trước đã. Các người đều ở đây à? Sắp đến giờ rồi. Các người, theo ta đi. Dân. Đi thôi. Thả chúng tôi ra. Thì ra huyết đằng phải ở trên cơ thể con người mới có thể sinh trưởng. Thức ăn của Ngự Thực Phủ chuyên cung cấp cho hoàng gia. Bọn chúng lợi dụng thức ăn hành thích toàn bộ quý tộc hoàng cung. Một ván cờ thật lớn. Giang đại nhân, ngài hãy mau chóng bẩm báo với hoàng thượng. Thẩm Quân Giao, cô đứng im, còn tiến thêm nữa, ta sẽ giết ngài. Thẩm Quân Giao, cô điên rồi sao? Mau thả địch nhân Kiệt ra, không cần lo cho ta. Chuyện giữa ta và cô ấy, ta sẽ tự giải quyết. Cho dù cô là ai đi nữa, địch đại nhân đối với cô không bạc, cô đừng làm hại ngài. Địch đại nhân, xin lỗi, không còn nói nữa. Ta biết cả rồi. Dẫn ta đi gặp hắn. Ngài biết cái gì chứ? Ta.
Địch đại nhân, ta sẽ không làm hại ngài đâu. Sau khi xong chuyện, ta sẽ thả ngài đi. Thẩm cô nương, còn nhớ những lời ta nói với cô không? Cô có thể tin tưởng ở ta. Ta đã sớm phát hiện ra cô có vấn đề rồi. Ngài phát hiện ra từ lúc nào vậy? Thật ra, ta vẫn luôn sai lầm. Trong rừng lạc thần, có ba người ý đồ xấu xa. Ông nội cô cũng là một trong số đó. Còn hoa thập nhị ưu đàm là chìa khóa thu hút phấn bướm tần xuyên. Hôm đó, cô đến lấy hoa, chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ. Không ngờ lại bị ta bắt gặp. Vì vậy, các cô thông qua thực vật và tốc độ của gió thúc đẩy sự dao động của thực vật để truyền tin tức đi. Đây mới là ngôn ngữ thực vật, cũng chính là ám ngữ. Ông nội cô mượn biểu tượng hình xăm hoa bỉ ngạn trên người sát thủ Hắc Y Nhân thiết kế ra phi tiêu hoa bỉ ngạn, ý định đánh lạc hướng, tạo ra hiện trường chết giả để thuận tiện gây án. Nhưng mà ông ta đã sơ suất. Nguyên liệu làm phi tiêu là thanh thiết, còn thứ giết chết Chu Tam hôm đó là từ ngọc cương. Còn nữa, hôm đó cô cố ý dùng đòn gánh dài, bề mặt thì là đang giúp chúng tôi, khi thực ra là để thả cho ông ta đi. Vì thế, ta càng có thể khẳng định, bất luận là cái chết của ông nội cô hay người sắp đặt giết chết chúng tôi, đều là ông của cô, Thẩm Ngạo Thiên. Các cô và Thượng quan đại nhân có quan hệ gì? Không sai, không hổ danh là địch nhân kiệt. Nhưng mà, sao ngài biết là Thượng quan đại nhân? Ngọc Bộ Cửu Long trong tiểu diện Ly Ba là vật tiên đế ban cho Thượng quan đại nhân. Ta vinh hạnh nhìn thấy một lần. Thật không dám giấu, ta vốn chỉ là gia y của Thượng quan đại nhân. Sau khi Thượng quan đại nhân mất, ta vẫn luôn ẩn nhẫn, không muốn đầu quân cho bệ hạ, chính là để báo thù cho ngài. Nhưng khổ nỗi mãi không có cơ hội. Ông trời không phụ người có lòng. Kế hoạch này của Phi Lưu Quốc đã giúp ta nhận thấy tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Ông sai rồi. Mục tiêu của ông vẫn luôn là bệ hạ. Ông đã sớm biết rõ âm mưu của Phi Lưu Quốc, nhưng ông không muốn sinh linh đồ thán. Vì thế, ông đã giết chết đệ tử của Vô Đạo Chân Nhân. Muốn biết được cách giải độc huyết đằng, đến lúc đó cả hoàng cung đều sẽ bị nhiễm huyết đằng. Ông có thể uy hiếp hoàng thượng. Nếu không phải vì ngài cứ luôn ngán đường, ta sớm đã giết được yêu hậu rồi. Ông tránh ra. Ông ơi, tránh ra. Ông hãy tự xem đi. Lúc đầu khi trẫm đăng cơ, nhiều kẻ sĩ trung thành bị hàm oan. Thượng quan đại nhân là Nguyên Lão Ba Triều, giữ nhiều phong hiệu là oan khiên khắp thiên hạ, là người hiếu trung lương. Là người hiếu trung lương. Là người hiếu trung lương. Thượng quan đại nhân, không ngờ yêu hậu này lại ban thủ dụ này. Nhưng giờ người đã chết rồi, thủ dụ này còn có tác dụng gì? Thượng quan đại nhân là trọng thần của đất nước. Nếu ngài ấy trên trời có linh, cũng không muốn thấy ông như vậy. Nếu bệ hạ băng hà, thiên hạ này ắt sẽ đại loạn. Oan oan tương báo, đến khi nào đây? Tin rằng Thượng quan đại nhân cũng không muốn thấy dân chúng làm than. Hiện giờ chỉ có bệ hạ mới có thể bảo vệ dân chúng, có thể bảo vệ được đại đường ta vạn sự hưng thịnh. Có lẽ
我真的是错了，大家sai thật rồi. 爷爷，ông à, 上官大人对我们有恩，thượng quan đại nhân có ơn với chúng ta. 当初lúc đầu ngài ấy giữ thiên vệ, ngăn chặn giữ tắc thiên cũng là vì thiên hạ. 如今天下已定, nhưng giờ đây thiên hạ đã định, 你就不要再执着了。ông cũng đừng nên cố chấp nữa. Ê, 爷爷, ông à, 情况紧急, tình hình khẩn cấp, 我想问那血糖, ta muốn hỏi thuốc nào đó có thuốc giải không? Oh.Địch đại nhân, ta ẩn thân trong cơ thể vô đạo chân nhân, phát hiện hạt giống nhục đằng phải dựa vào cơ thể con người mới sinh trưởng được, mà hạt giống nhục đằng là vô đạo chân nhân lấy từ phi lưu quốc về. Trên thế gian chỉ có cỏ hoài mộng mới có thể giải. Vô đạo chân nhân đem hạt giống nhục đằng trồng trong rừng bí mật, nhưng trong phạm vi 7 bước ở nơi hạt giống nhục đằng chắc chắn sẽ có cỏ hoài mộng. Ông nội, vậy chúng ta đi đi. Nhưng mà ông à, ông đợi tôi lấy được cỏ hoài mộng xong, nói cho vô đạo chân nhân biết hành tung của hai bọn ta. Ta sẽ công khai hành vi phạm tội của hắn trước bách tính. Được, ta cần ông giúp ta bắt một người. Tại sao cô lại ngắt lời ông của cô? Không có gì. Cô vẫn không tin ta. Ta tin ngài. Trong vòng 7 bước, chỉ bộ trên này, ác có cỏ hoài mộng, hoài mộng thảo. Chào tao là tìm được rồi. Ê, tôi đừng cử động này, để ta. Cô không sao chứ? Không sao, có hài mộng chỉ hút máu người vào buổi đêm thôi. Đi thôi. Thẩm cô nương, cô sao vậy? Địch Nhân Kiệt, không cần nói nhiều nữa. Ta muốn nhớ mãi thời khắc này. Thank you.
他们杀了我撞了我就跑对了就是chính là bọn chúng làm Siêu Đại Đế tức giận. Đúng, chính là bọn chúng. Hai người này khiến Siêu Đại Đế tức giận. Chỉ có tế máu mới có thể đổi lại sự ân từ của Siêu Đại Đế. Bằng không, các người đều phải chết. Giết bọn chúng. Mọi người đừng tin hắn. Đừng tin hắn. Nhất định không được tin hắn. Giết bọn chúng. Giết bọn chúng. Giết bọn chúng. Người đồng liêu, ta đến muộn rồi. Không muộn. Vô đạo chân nhân, thức ăn độc của người đã bị ta tịch thu rồi. Hôm nay, người một cánh cũng khó thoát. Người dám hủy hoại đại nghiệp của ta. Không hay rồi, bọn mình sắp đại khai sát giới rồi. Chạy mau thôi. Cẩn thận. Kẻ nào dám tiến đến, ta sẽ giết cô ta. Dừng tay. Hai nước giao chiến. Phi lưu quốc các người muốn dùng cách này chia rẽ đại đường ta. Thật là bí ổi. Nói về bỉ ổi thì Võ Tắc Thiên mới bỉ ổi. Phi Lưu Quốc từng làm việc cho Điện Hạ, vẫn luôn nhận được sự bảo vệ, là tổ chức thích khách của Điện Hạ. Nhưng không ngờ sau khi Võ Tắc Thiên đăng cơ, đã tìm cách tiêu diệt bọn ta. Vì để sống sót, không thể không đưa ra hạ sách này. Đi. Trang đại gia đại nhân kiếm. Thả cô ấy ra. Để ta đi, nếu không ta sẽ giết cô ta. Cha đại nhân, thả hắn đi đi. Địch Nhân Kiệt, không được. Địch đại nhân, đừng tha cho hắn. Thẩm cô nương, ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ cô. Hãy tin ta. Vô đạo, ông thật sự cho rằng dùng ta có thể uy hiếp được Địch đại nhân sao? Im miệng. Địch Nhân Kiệt, ngài nghe cho rõ đây. Cỏ hoài mộng sẽ hút máu người tiếp xúc, sẽ khiến người ta chết trong ảo giác. Ta không muốn liên lụy ngài. Đừng động vào. Để ta. Cô không sao chứ? Không sao. Thẩm cô nương, đừng mà. Come on.
Thẩm cô nương. Các người theo ta tiếp tục lục soát. Thẩm cô nương. Thẩm cô nương. Địch đại nhân. Kiếp này gặp được ngài, ta chưa từng hối hận. Quãng đường chúng ta đã đi giống như một giấc mộng. Ta thà chết trong giấc mộng có ngài. Đừng nói nữa, ông nội sẽ cứu cô mà. Địch đại nhân, có thể chết trong lòng ngài, ta đã không còn gì hối tiếc nữa rồi. Có từng yêu ta không? Thẩm cô nương. Thẩm cô nương. Thẩm cô nương. Chúng ta dọn. Dẫn cả đi. Địch đại nhân. Địch đại nhân. Không tìm thấy hoàng kim. Bởi vì vẫn chưa bắt được hung thủ. Vụ án hoàng kim và vụ án thủ yêu giết người và phóng bướm Tần Xuyên. Thực ra là ba vụ án. Giờ ta sẽ đi phá giải vụ án hoàng kim. Vậy rốt cuộc là ai? Ông. Địch đại nhân, không cần nói nhiều. Tâm an là chốn về tốt nhất. Con bé nghịch ngợm, ông đưa con về nhà. Đây là kẻ đứng sau vụ án hoàng kim, con trai Dương hoàng hậu, cũng là chủ nhân của Chu Tam. Chu Tam là do ngươi giết đúng không? Nói, rốt cuộc chuyện là thế nào? 20 năm trước, trong cung rối loạn, Dương hoàng hậu sinh hạ hoàng tử trong lãnh cung, vì trên người có ấn ký hoa bị ngạn, mà bị nói là U Minh Ma Đồng.
Không ngờ, hoàng thượng muốn dồn vào chỗ chết. Kỳ thủ hạ đem đồ ăn ngự thực phủ giúp người thoát thân. 20 năm sau, bệ hạ xưng đế. Người muốn lệnh cho Chu Tam đem theo hoàng kim Đông Sơn tái khởi. Nhưng không ngờ Chu Tam lại trúng độc thụ đằng. Chu Tam giấu hoàng kim đi xong, vì độc trên cơ thể phát tác mà bị vô đạo chân nhân bắt đi. Người không tìm được hoàng kim, ngày ngày lưu tâm động tĩnh của Chu Tam. Sau đó sợ ngài nói ra chân tướng, nên giết chết ngài. Ngươi sợ mọi chuyện bị bại lộ, bèn xúi dục bách tính giết bọn ta. Ngươi nói vài lời qua loa đã có thể phán ta. Ta thật căm hận các người. Ngươi không nên giết chết Chu Tam để ta phát hiện ra sơ hở. Ta càng căm hận Võ Tắc Thiên đó. Ta có kết cục như ngày hôm nay đều là nhờ bà ta ban cho. Cho dù có lạnh hơn nữa, cũng không nên dùng máu người khác để làm ấm bản thân. Uổng cho Tam gia đã tin tưởng người như vậy. Ta, gia đại nhân, mọi chuyện bắt nguồn từ trong cung thì hãy giao cho trong cung xử lý. Vậy số hoàng kim đó, còn nhớ bức họa Chu Tam từng ám thị không? Ngài không phải nói cho cô biết nơi ẩn thân, mà là muốn nói cho cô biết nơi giấu hoàng kim ở đâu. Ngũ Dân Sơn. Tam gia, tuy Chu Tam vẫn luôn lợi dụng cô, nhưng trong thời khắc sinh tử vẫn luôn động chân tình, sợ cô bị dính vào vụ án hoàng kim. Ta tin là ngài thật sự đã yêu cô. Chính trị sở động, động lòng Tam gia đi rồi. Thế gian này không còn gì lưu luyến nữa. Nhân sinh được một tri kỷ, cuộc đời có được một tri kỷ là đủ rồi. Địch Nhân Kiệt, cảm ơn ngài. Hoàng Kim à, vụ án hoàng kim là do con trai Dương Hoàng Hậu làm. Hắn bồi dưỡng sát thủ Hoa Bỉ Ngạn, chắc hẳn là căm hận chuyện năm xưa đến xương tủy. Có phải khanh muốn hỏi trẫm, có phải do trẫm làm? Khanh đi đi. Những chuyện do dục vọng lòng người tạo ra, cho đến một ngày sẽ mang đến báo ứng vô cùng. Con đường đi đến hoàng quyền thật cô độc. Bệ hạ ngự chỉ đồng ý giao hảo với Phi Lưu Quốc, mong muốn thiên hạ đại đồng, con trai tiên đế giam vào lãnh cung. Thẩm cô nương, hoa thập nhị ưu đàm, ta đã tìm cho cô rồi.
世事艰难，thế sự gian nan, 静水流深，nước lặng chảy sâu, 权力、quyền lực、欲望，敌不过，cuối cùng cũng không bằng đàm hoa xuất hiện.